Liệu tác phẩm thứ 11 của đạo diễn Nolan có mang lại cảm giác thỏa mãn như những người tiền nhiệm không? Yếu tố nào là điểm tốt nhất của phim và yếu tố nào là điểm yếu nhất? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video review ngày hôm nay nhé. Nhưng mà trước khi bắt đầu, video này được tài trợ bởi Cinegodies. Nếu các bạn thấy chiếc áo này hay ho thì link mình sẽ để trong phần bình luận cùng phần mô tả ở phía bên dưới nhé. Phòng khi bạn là người thích xem phim truyền hình thì Tenet là phim mới nhất của Nolan, được kỳ vọng là đấng cứu thế của hệ thống chiếu rạp. Trên Phê Phim, có lẽ mình là người làm video liên quan tới Christopher Nolan nhiều nhất. Mình cũng không muốn giấu việc mình là một fan của Nolan. The Dark Knight là phim đánh dấu khoảnh khắc mà mình nhận ra là mình yêu điện ảnh. Vậy nên với một người hâm mộ Nolan như mình thì trên lý thuyết, Tenet hội tụ đầy đủ tất cả những yếu tố tuyệt vời nhất để cấu thành một siêu phẩm. Từ ý tưởng nghịch đảo thời gian độc đáo, dàn diễn viên đầy ắp những gương mặt triển vọng, và dĩ nhiên sự hách não để mình có thể vò đầu bứt tai nghiên cứu tìm câu trả lời. Và sau khi xem Tenet tới 3 lần, mình mới thật sự định hình được cảm xúc bản thân về phim. Bởi vậy nên trước khi bắt đầu, nếu bạn chuẩn bị đi xem Tenet thì mình khuyên bạn nên tắt video này luôn đi. Tenet là một trải nghiệm cực kỳ ấn tượng ngoài rạp mà mình nghĩ ai cũng nên có, nhất là trong khoảng thời gian ảm đạm này. Vì thế nên là hãy tiếp cận nó với tâm thế thoải mái nhất có thể các bạn nhé. Còn nếu các bạn vẫn quyết định ở lại thì ok, chúng ta bắt đầu thôi. All I have for you is a word. Tenet. Tenet mở ra với một vụ tấn công khủng bố rạp opera ở thành phố Tallinn, với nhân vật chính không tên của chúng ta chạy thẳng vào giữa làn đạn bắn để sở hữu một món đồ. Ngay sau đó, anh bị bắt giữ rồi buộc phải cắn thuốc tự tử. Rồi, nhân vật chính được một tổ chức bí mật giải cứu, thông báo rằng viên thuốc tự tử là một bài kiểm tra sự trung thành và rằng anh đã vượt qua bài test đó xuất sắc. Anh sau đó phát hiện ra rằng mình có nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi Thế chiến thứ 3, một cuộc chiến thời gian mà nhân loại trong tương lai đã khơi mào. Cùng với chàng cộng sự Neil, nhân vật chính cần phải tìm đến Sator, tên khủng bố người Nga đang nhận lệnh từ tương lai. Không thể phủ nhận rằng, như hầu hết các phim Nolan đi trước, Tenet là một bom tấn sở hữu ý tưởng nguyên bản độc đáo cùng quy mô hoành tá tràng. Nếu như từ trước đến nay, chúng ta mới được trải nghiệm việc du hành thời gian theo kiểu nhảy một phát đến mốc cần tới hoặc là nhảy sang một vũ trụ song song, thì ở Tenet đó là khái niệm nghịch đảo thời gian hay đi ngược lại thời gian theo nghĩa đen. Time travel. No. Inversion. Để giúp các bạn hình dung một cách dễ nhất thì hãy tưởng tượng rằng Tenet áp dụng nguyên lý từ phân cảnh này, nhưng cho toàn bộ phim chứ không phải là chỉ một hoặc là hai phân cảnh. Kết hợp yếu tố nghịch đảo với các phân cảnh hành động được dàn dựng tỉ mỉ, công phu, và kết quả sẽ là những trải nghiệm thị giác chưa từng có trên màn ảnh. Nhân vật chính đánh nhau với một kẻ lạ mặt nghịch đảo thời gian, màn rượt đuổi mà một bên tịnh tiến theo dòng thời gian, còn một bên đi ngược này. Phủ lên những phân cảnh nói riêng và toàn bộ bộ phim nói chung là phần nhạc nền hiện đại, năng động và đầy cá tính của Ludwig Göransson, nhà soạn nhạc mới ẵm một tượng vàng Oscar cho Black Panther. Mình không muốn nói quá nhiều về nhạc nền vì các bạn nghe trailer thấy ấn tượng ra sao thì vào phim nó ấn tượng hơn vậy rất nhiều lần, đặc biệt là nếu được nghe ở loa IMAX, đến mức mà ghế của mình còn rung lên liên tục luôn cơ. Cá nhân mình tin rằng Ludwig đã thành công trong việc làm khán giả không phải ao ước sự trở lại của Hans Zimmer, nhưng một số người bạn xem phim cùng với mình thì cho rằng nhạc phim hơi phô trương và gắt quá. Thế còn các bạn thì sao? Hãy comment ở dưới và cho mình biết nhé! Tuy mảng hành động từ trước đến nay luôn là một điểm yếu cố hữu của vị đạo diễn người Anh, nhưng ở Tenet, ông đã cải thiện được nó. Hầu hết những cảnh hành động trong Tenet khán giả đều có thể theo dõi dễ dàng do góc máy được đặt ở vị trí ổn định, cũng như số lượng cắt cảnh được giảm tối thiểu. Và rõ ràng là việc khổ công luyện tập của các diễn viên tham gia đã gặt hái được nhiều trái ngọt. Đặc biệt là từ phía của nam diễn viên John David Washington. Anh đã trực tiếp đóng phần lớn những cảnh mà nhân vật chính phải mạo hiểm để đem lại trải nghiệm chân thực nhất cho khán giả. Sau màn trình diễn tuyệt vời trong Black Clansman và giờ là trong Tenet, mình tin rằng John David sẽ còn tiến rất xa trong sự nghiệp diễn xuất. Xong, mình có vừa nói là hầu hết những cảnh hành động đều dễ theo dõi. Và sau đây, mình xin phép được làm rõ hơn nhận định đó. Ngược lại với quy mô và mức độ rủi ro tăng dần của những phân cảnh hành động, phần dựng phim với mình lại sở hữu đồ thị đi xuống, với điểm thấp nhất nằm ở trận chiến cao trào được dàn dựng cực kỳ hoành tráng của phim. Thú thật là ở lần đầu tiên xem, sau phân cảnh giải thích cơ chế vận hành của nhiệm vụ, mình chưa kịp nắm rõ mục đích của trận chiến này là gì thì đã bị đẩy vào giữa nó. Tại đây, thứ nhất, dường như hiệu lệnh của Nolan dành cho hàng trăm chiến binh là nổ súng liên tục vào không trung cho có để tỏ ra nguy hiểm. Thứ hai, Tenet đã thất bại trong việc thiết lập yếu tố không gian cho khán giả, dẫn tới việc chúng ta thấy toán quân di chuyển nhưng cũng chẳng rõ là họ đang di chuyển về đâu. Thứ ba, phân đoạn này bị lược bỏ hoàn toàn sự kịch tính vì góc nhìn chỉ được đặt theo hướng chủ quan từ phía phe chính diện. Chúng ta không được biết bên phản diện lên kế hoạch ra sao, họ nguy hiểm như thế nào, cũng không hề được thấy bất kỳ một ai trong nhóm người tốt rơi vào tầm ngắm để khơi gợi cảm giác lo lắng trong khán giả. Và từ ý này, mình muốn chuyển sang phần tiếp theo. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. Tenet sở hữu kịch bản yếu nhất trong số tất cả các phim từ trước đến nay mà Christopher Nolan từng tự tay viết. Mình biết rằng nhận định vừa rồi khả năng cao sẽ khiến rất nhiều bạn cảm thấy bất bình, nhưng do tính chất của một review là bày tỏ quan điểm cá nhân về phim, và quan điểm cá nhân thì chắc chắn sẽ không thể nào chiều lòng tất cả mọi người được. Do đó, mình thật sự hy vọng rằng bạn có thể thông cảm được yếu tố cốt lõi mà mình không thể nào thỏa hiệp được này. Nếu bạn cảm thấy đã hết hứng thú với video vì nhận định trên và không muốn xem tiếp, thì mình thật sự cảm ơn bạn vì đã xem video đến đây. Còn nếu bạn muốn cho mình cơ hội để lý giải nhận định trên bằng cách xem tiếp, rồi sau đó cùng bàn luận với mình trong phần bình luận ở phía bên dưới, thì mình vô cùng trân trọng quyết định này. Với mình, câu chuyện của Tenet do quá tham ý tưởng nên đã phải chấp nhận hy sinh những khía cạnh khác. Về mảng nhân vật chính là công cụ lạnh nhạt để giúp khán giả trải nghiệm thế giới Tenet. Chúng ta được chứng kiến chuỗi quyết định của anh đẩy cốt truyện tiến về phía trước, nhưng lại phải chấp nhận bỏ qua động cơ thúc đẩy những quyết định này. Đầu phim, nhân vật chính được thiết lập là một người sẵn sàng đi ngược lại mục tiêu ban đầu để cứu người khác, anh sẵn sàng phá luật để trở thành người anh hùng. Khán giả buộc phải tin vào lòng trắc ẩn mênh mông của anh với không một bằng chứng. Có thể lập luận rằng Nolan cố tình đặt tên nhân vật chính là nhân vật chính vì muốn sử dụng khuôn mẫu người hùng để kể một câu chuyện đột phá nên phải hy sinh yếu tố nhân vật. Mình có thể hiểu được góc nhìn này và muốn thực hiện một video riêng về nó, nhưng lựa chọn trên hoàn toàn khiến mình không có một chút liên kết nào về mặt cảm xúc với nhân vật chính. Mình quan tâm tới những sự kiện mà anh chuẩn bị phải trải qua hơn là tới bản thân anh. Ở hướng ngược lại là phản diện Sator được vào vai bởi Kenneth Branagh. Bằng một cách khá là bất ngờ, đây là nhân vật mà chúng ta hiểu rõ nhất trong toàn phim, từ quá khứ cho tới động cơ. Xong, Nolan kỳ vọng ta phải tin rằng đây là một con người đang muốn hủy diệt thế giới qua đúng một câu thoại đơn giản. Vì đạo diễn từng chia sẻ rằng ông yêu dòng phim điệp viên, mà cụ thể nhất là chuỗi phim 007. Bởi vậy nên khá dễ hiểu khi Sator có nhiều điểm tương đồng với một nhân vật phản diện trong series 007 như Blofeld hay Coldfinger, một chiều và đơn giản. Các nhân vật phụ như Neil của Robert Pattinson hay Kat của Elizabeth Debicki, nhà khoa học vô danh này, nhân vật Michael do Michael Caine thủ vai hay Priya đều đóng vai trò như những cỗ máy mớm thông tin cho khán giả. Ở Neil, nhân vật này chắc chắn sẽ đem lại nhiều cảm xúc hơn cho khán giả ở những lần xem lại, chứ không phải lần đầu. Và tuy không thể sánh với Good Time hay The Lighthouse, nhưng màn trình diễn của Robert ở Tenet đã làm mình vô cùng bất ngờ với khả năng của nam diễn viên ở thể loại hành động. Nó khiến mình tràn đầy hy vọng vào The Batman năm sau. Về phần Debicki, tuy được cung cấp quá khứ dễ thông cảm, nhưng mình tin rằng nhân vật của nữ diễn viên người Úc đã không nhận được nhiều sự trau chuốt. Ngoài việc cao nhất, Kat cũng sở hữu lời thoại ngờ nghệch đến nực cười nhất của phim. Ở Tenet, phần thoại không hỗ trợ sự phát triển mối quan hệ giữa các nhân vật mà phần lớn được dùng để thảo luận ý tưởng phim. Bởi vậy nên đến cuối, mặc dù đã vào sinh ra tử cùng nhau, nhưng mà tình bạn giữa nhân vật chính với Neil vẫn chưa thực sự đem lại cảm giác thuyết phục. Nó được cấu thành nhiều hơn từ sự ăn nhập trong diễn xuất giữa John David và Robert. Ngoài ra, phần thoại của phim cũng đầy ắp những thông tin khoa học và các lời giải thích mang tính nhập môn cho khán giả ở nửa đầu để nửa sau chúng ta có thể đem vào thực hành. Với những khán giả khó tính, một tiếng đầu của Tenet có thể ví như cực hình. Ta liên tục nhảy từ địa điểm này sang địa điểm khác một cách gấp gáp để thu thập thông tin từ nhiều nhân vật khác nhau, những cỗ máy mớm thông tin mà mình còn nhắc ở trên. Khi không có dựng phim lâu năm là ông Lee Smith, người đã làm việc liên tục với Nolan từ Batman Begins cho tới Dunkirk, hồi một hữu hạn của Tenet đem lại cảm giác chóng mặt do mang trọng trách truyền tải khối lượng thông tin quá đồ sộ. Và rõ ràng là editor của Tenet, Jennifer Lame, người dựng những Hereditary, Midsommar hay Manchester by the Sea, đã lộ rõ rằng cô chưa có đủ kinh nghiệm làm việc với Nolan để hỗ trợ ông trong việc kể chuyện. Cuối cùng, ở lần đầu xem phim, mình tin rằng một vài lời giải thích về nguyên lý hoạt động của việc nghịch đảo thời gian sẽ làm nhiều khán giả cảm thấy như Nolan đang đánh đố khán giả nhiều hơn là thật sự giải thích. Đúng vậy, Tenet là một phim với kịch bản không tốt. Nó sở hữu nhân vật thiếu chiều sâu và thiếu sự phát triển. Họ đem lại cảm giác như những công cụ hơn là con người. Và vì vậy, nên chúng ta cũng không thể nào mong đợi vào mối quan hệ chân thực giữa những công cụ với nhau. Để đánh giá Tenet dựa trên thang điểm của một phim thông thường đồng nghĩa với việc thừa nhận phim làm rất nhiều điều chưa tốt. Và điều đó thật sự là một điều không công bằng. Mình cảm thấy rất tiếc khi Nolan đã tiếp tục chấp nhận đánh đổi yếu tố kịch bản để thực hiện một ý tưởng nguyên bản, để mang đến cho khán giả một thế giới mà ta chưa từng được thấy trên màn ảnh lớn, để đem lại một trải nghiệm sẽ thôi thúc ta phải liên tục quay lại rạp. Mình không thích các nhân vật trong phim, mình không thích câu chuyện của phim vì mình nghĩ nó lằng nhằng hơn cần thiết. Mình thấy cao trào của Tenet được xử lý một cách vô cùng hời hợt, đòi hỏi khán giả phải tin vào yếu tố may mắn. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận là ở mỗi lần xem lại, mình lại cảm thấy háo hức khi chứng kiến nhân vật chính bám sườn chiếc xe cứu hỏa chạy trên đường cao tốc trên nền nhạc The Plan. Cảm thấy hạnh phúc khi phát hiện ra nhiều chi tiết mà trước đó mình đã bỏ lỡ để rồi chắp nối chúng lại với nhau. Điều đó khiến mình cảm thấy cực kỳ tò mò và muốn quay trở lại thêm nữa. Với Tenet, có thể cho rằng Nolan đã đánh mất bản thân trong chính khuôn mẫu hách não, đồ sộ mà ông gây dựng do quá tham vọng vào việc tạo nên một thế giới nghịch đảo thời gian. Thế nhưng, ngoài Nolan ra, mình tin rằng không một ai có thể đem lại trải nghiệm ấn tượng như vậy đến cho khán giả, đặc biệt là khi được tận hưởng phim ngoài rạp. Bởi vậy, Tenet mang lại cho mình trải nghiệm phê ở ngoài rạp IMAX, còn chất lượng của phim thì sẽ dừng lại ở khá phê. Và vừa rồi là đánh giá về Tenet của Phê Phim. Thế còn các bạn thì sao? Tenet đã khiến bạn cảm thấy như thế nào? Trong tuần sau, chúng mình sẽ cho ra mắt giải thích Tenet, nên nhớ nhấn đăng ký kênh và ấn nút chuông thông báo để cập nhật sớm nhất có thể nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video ngày hôm nay và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.